Xin mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến Cần Già 1 của huyện Mỹ Xuyên, xã Thâm Đôn. Mình giới thiệu cho các bạn về những ngôi chùa của người Khmer Nam Bộ. Ở đây với những ngôi chùa với kiến trúc rất đẹp. Bây giờ mình mời các bạn vào cùng mình để tham quan khu vực nơi đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn, hôm nay sông nước miền Tây sẽ về huyện Mỹ Xuyên, xã Thâm Đôn, ở Non Bốc, giới thiệu cho các bạn về một ngôi chùa của người Khmer ở Cần Giờ. Hiện bây giờ là mình đang đứng trên đường ở ngoài chuẩn bị vào chùa Cần Giờ 1. Ở đây có hai ngôi chùa nha các bạn. Một ngôi chùa là Cần Giờ 1, hai là mình đi khoảng 1 km thì sẽ đến Cần Giờ 2. Bây giờ mình sẽ ở nơi đây, mình vô ngôi chùa Cần Giờ 1 ở nơi đây. Trên đường đi thì hai bên đường của người dân có trồng những cây hoa rất đẹp và đường lộ được trải nhựa láng. Ngày xưa thì nó khó đi, bây giờ rất dễ. Từ trung tâm huyện Mỹ Xuyên vào đây khoảng 6 km sẽ tới chùa Cần Giờ của huyện. Trong thôn xóm này thì là chủ yếu của người dân tộc Khmer sinh sống. Có một số ít là người Hoa và người Việt. Ở đây cũng là sống ba dân tộc anh em. Bây giờ mình mời các bạn vào trong cổng không gian của chùa. Bây giờ mình bước vào cổng của cửa chùa Cần Giờ 1. Hiện bây giờ là mình thấy nơi đây thì ngôi chùa chánh điện của Cần Giờ 1 đang được chùa ở đây đang tu sửa và chỉnh trang cho nó thêm phần đẹp mắt hơn. Hiện bây giờ là ngôi chùa này đã được đưa vào để mà sơn phết khoảng 2 năm các bạn, và được bây giờ nhiều. Hiện nay thì bổn chùa Cần Giờ 1 đang tiếp tục sơn phết và tu bổ một số hạng mục ở nơi đây để mà tiếp tục cho ngôi chùa nó càng thêm khang trang. Xung quanh cái ngôi chùa này thì có những cái cây sao và những loại cây có nhiều tàn cho ra nhiều bóng mát, nơi rất đẹp và rất là không khí rất trong lành các bạn. Đây là những cây của chùa vừa trồng được không lâu, hiện bây giờ đang xanh tươi tốt. Chánh điện này là được bổn chùa đang sơn phết để chuẩn bị gần tới cái ngày lễ Tết Khmer sắp đến các bạn. Bây giờ bổn chùa đang làm để cho nó hoàn thành cái chính điện trước. Ở đây là toàn cảnh mình đứng ở trong cái khuôn viên của ngôi chùa Cần Giờ 1.
bây giờ chỗ chùa này thì đang xây hai cái cổng mà đi lên chính điện đó các bạn. Thì bây giờ mình thấy là giàn giáo nó còn ở nơi đây, đang xây dựng, chưa có hoàn tất. Những cái hình ảnh chỗ này thì những tượng Phật, những người cô Phật nơi đây thì người ta đã sơn hết được một phần. Các bạn nhìn thấy hình ảnh rất là bắt mắt và đẹp. Đây là các bạn nhìn thấy những cái cổng để mà chuẩn bị lên chính điện thì người ta đang xây. Phía sau này là chỗ của sư nghỉ ngơi các bạn, những ngôi này sư thầy thì ở trong đây và cũng cho thờ Phật ở phía sau. Đây là sư của chùa Cần Giờ Một. Ở đây phong cảnh miền quê rất đẹp các bạn. Đây là những hình ảnh mà cái chỗ chính điện đang được sơn phết cho nó mới lại và đẹp. Ở phía bên tay trái tay phải mình vô thì đã được sơn phết một phần, còn bên kia nó chưa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn từ từ xem cái cảnh ở nơi chùa này đã sơn phết lại và tô vẽ cho nó, cho ngôi chánh điện nó càng ngày thêm bắt mắt hơn. Chỗ này thanh tịnh của Phật để cho thêm để phần long trọng và đẹp đẽ hơn. Bây giờ mình đi từ từ vào phía bên trên và đi qua bên kia thì cho các bạn xem những cái phần mà người ta chưa sơn phết. Đây là những phần người ta làm hoàn thành phía trên này rồi, rất đẹp, nhìn rất lộng lẫy luôn. Đây phía trước này thì cũng có cái đường lên, thì hiện bây giờ đã cũng làm cái cổng lên đó các bạn. Cái thường là cái chánh điện của người Khmer thì có bốn cái cửa lên. Đây là những cái hình ảnh mà chưa sơn phết thì nó còn rất là cũ kỹ, rất cổ các bạn. Còn những cái hình phía trên này thì đã được các họa sĩ của bổn chùa mời về để mà vẽ những cái hình ảnh tượng Phật và tô vẽ thêm bên ngoài rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn phía bên tay trái chưa một phần, chưa có hoàn thành. Đây các bạn nhìn thấy nó vẫn còn cũ kỹ, màu đóng màu cổ, màu trắng đen luôn các bạn. Còn phía trên này thì được những người thợ người ta tô cho nó đẹp. Ở này thì có những loại hoa sứ trắng trồng để mà dâng cho Phật ở đây các bạn. Đây là những tượng Phật nằm ở trên cái bờ rào đã lên chánh điện thì chưa có tô sơ phết gì hết, cho nên nó còn màu trắng đen. Còn phần này thì trên khu chánh điện thì đã được các thầy thợ sơn phết rất đẹp, còn bên đây thì chưa. Bên đây thì chắc cũng khoảng công trình này làm chắc cũng hơi lâu các bạn, tại vì nó rất là rộng và sơn phết rất tỉ mỉ cho nên cũng hơi lâu. Như cái chánh điện này là theo sư thầy đã nói là hơn 2 năm ngoài mới hoàn thành được bao nhiêu đó các bạn. Sơn phết được khoảng 2 năm ngoài.
khi nào cái ngôi chùa này hoàn tất, mình sẽ quay trở lại và chia sẻ cho các bạn thêm cái phần sau. Khi đại chùa hoàn độ, sơn phết hoàn tất, sẽ đi vào Sa Mạc thì mình sẽ quay trở lại để mà chia sẻ cho các bạn. Đây là những hình ảnh chưa có sơn phết, còn đây là những ngôi tháp. Như những ngôi chùa khác thì người đã quá cố, đời ta đem vô này thờ cúng ở trong những ngôi tháp này các bạn. Còn bên đó thì những cái cây thốt nốt cao, rất đẹp, của người Khmer thường là trồng cây thốt nốt, giống như ở Thái, ở Campuchia. Hiện bây giờ thì cái chánh điện này của chùa thì người ta trong quá trình sơn phết thì mình cũng không thể nào đi lên chỗ chánh điện để mà quay ở bên trong cho các bạn xem được, là do bên trong nó còn rất bề bộn, cho nên mình quay phía bên ngoài và chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem. Sau khi mà ngôi chùa này hoàn tất thì mình sẽ trở lại chia sẻ cho các bạn một cái video hoàn hảo hơn từ trong ra ngoài. Hiện bây giờ mình chỉ có đứng bên ngoài để mình chia sẻ cho các bạn xem, tại khu vực này người ta chưa có hoàn thành được xong nữa các bạn. Còn phía sau này người ta chưa có gọi, cho nên mình không có vào chính điện. Còn phía bên này thì người ta làm gọi. Bạn nhìn thấy khi mà người ta tô phết lại cho cái ngôi chùa thật bắt mắt và rất đẹp. Ở đây trên chánh điện thì còn một phần ở phía trước, ở sau này thì chưa có rồi, cho nên chưa có hoàn toàn. Rồi xong nước mình tay, xin mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một buổi tối xem phim vui vẻ. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.